Chương trình phát thanh thanh niên. Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Các bạn thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Tham gia tư vấn cho chương trình hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Vũ Minh Phượng và Thanh Huyền dẫn chương trình. Mở đầu chương trình sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ An Giang. Alo, thính giả của điện từ An Giang phải không ạ? Dạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Hôm nay em 44 tuổi mà chồng em ngoại tình đó chị. Chị có thể kể về câu chuyện của mình cụ thể thêm một chút được không ạ? Rồi em mới sanh cái thằng nhỏ, nó khoảng 8 tuổi đó chị, mà chồng em ngoại tình 10 năm rồi, mà em không có hay. Mà người này người kia nói với em quá trời luôn mà em không có tin. Vâng. Mà tới chừng em phát hiện được là 2 năm mấy rồi đó chị, là em mới phát hiện được. Vâng. Chồng em cũng như là em có ghe. Rồi em đi ghe, rồi em ở nhà, như là em ở nhà chồng em đi ghe. Vâng. Thì chồng đi ghe thì em ở nhà, em con nhỏ, em cho con đi học với chị. Vâng. Tức là hai rồi vợ chồng thì cái ca làm việc nó lệch nhau và mình thì quá tin tưởng chồng đúng không? Dạ. Đến nỗi thì mà anh ấy... Em cũng có con nhỏ rồi, vâng, em cũng có quan tâm tới, nhưng mà cũng nhiều người nói em lắm. Vâng. Nhưng mà em nghĩ gì là mỗi lần em bắt thì ta chối. Anh ta chối không có. Tới vâng, chừng đổ chuyện ra rồi đấy là... Em hết biết cho mình em mấy tuổi luôn chị. Em nghe được, em đổ chuyện em rồi đấy ha, là em nó chết hết nửa năng mình. Mà con em lúc đó là mới có mười mấy tháng thôi chị. Vâng. Em nói vợ chồng chung sống với nhau á thì tin tưởng lẫn nhau. Tại sao anh ngoại tình như vậy? Nhưng mà anh ta ngoại tình mà anh ta khéo lắm. Vâng. Anh ta đi cái bằng đêm anh ta xuống ghe ngủ thì ở nhà em ngủ với con em. Rồi mình cũng không có quan tâm tới chị, mình nghĩ chồng con mình đi xuống ghe thôi. Vâng, vì là mình quá tin tưởng vào chồng. Đúng. Nên những cái việc mà anh ấy làm mình cũng không để ý tới. Và dạ. Kể cả những cái lời của những người hàng xóm, người bạn bè của mình đã có những cái nói để cho mình biết đúng không? Nhưng mà dạ, mình cũng mà chính vẫn mẹ cứ tin. Em nói với em luôn mà em không tin luôn á. Vâng, chị, mình vẫn cứ tin tưởng vào chồng tuyệt đối như thế. Nhưng mà dạ, 2 năm trở lại đây thì là chị thấy rằng là cái chuyện mà chồng ngoại tình thì đã là chắc chắn. Chắc là có một cái câu chuyện hay là một cái tình huống nào khiến cho chị xác định rõ ràng là anh ấy ngoại tình đúng không? Cái đó là 90% luôn đó chị. Vâng. Câu chuyện của chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn và cho chị lời khuyên chị nhé. Dạ, vâng, xin mời dạ, anh Đinh Đoàn dạ ạ. Em cảm ơn chị. Vâng. Rồi, xin chào. Em nghe anh Đinh Đoàn ạ. Ừ. Mình nhiều tuổi chưa em? Dạ, em năm nay em 44 tuổi. À, ừ, các cháu lớn chưa? Dạ, con gái lớn em 17 tuổi, kế 12, kế 8 anh. À, ba đứa. Ban nãy mình nói là 90% mà không phải là 100%, nghĩa là làm sao? Anh ta trốn đi và em mới bắt được tại nhà trọ luôn. Rồi em về em phát giác ra là em làm dữ trời lắm. À, tức là cũng dạ, đã đi nhà trọ bắt được rồi. Thế là 100% chứ đâu 99. Dạ, 90. Hồi em chưa bắt là em nói 99%, nhưng mà khi bắt rồi là 100%. Rồi, dạ, bắt được là chỉ bắt được ở trong nhà nghỉ thế thôi đúng không? Dạ, dạ. Chứ không phải đưa nhau xuống thuyền, xuống ghe nhà mình. Ừ. Hồi lúc trước cô ta có đi ghe luôn, cô ta xuống ghe đi luôn. Rồi nhiều người nói với em lắm rồi cô ta mới dạt lên bờ. Bắt được nhà trọ cái hôm thế nào? Mình có nhìn thấy cái cô đó không? Có nói chuyện gì không? Hay là mình em, nhìn thấy em mình vậy? Bắt được là lúc đó mà ở trong nhà trọ, nhưng mà em chỉ thấy thôi. Nhưng mà anh ta hành động với em dữ lắm. Ừ. Bên cô ta rồi sổ sàng với em. Rồi, rồi em về em cũng nghĩ gì em buồn lắm anh. Ừ. Em có 3 đứa con rồi mình suy nghĩ mình chết thì bỏ con lại cho ai. Rồi em cứng rắn lên. Việc đầu tiên là không nghĩ đi chết. Em sống mới khó chứ chết thì dễ mà sao lại phải chết. Dạ.
người ta có lỗi, người ta phạm lỗi, người ta chẳng xấu hổ. Mình thì đường đường chính chính, năng được các con yêu quý, mình có được rất nhiều thứ, có gia đình, có các con, có cuộc sống của mình, sao lại phải nghĩ đến chết? Rồi thế xong rồi mình nói là mình làm lớn chuyện thì làm gì? Một thì ở với vợ, còn hai thì chia tay. Chứ còn nếu mà thời gian kéo dài mà mối tình tay ba là em không thể sống được. Mà anh ta anh không đi anh. Anh ta đi, thí dụ như đi công chuyện này kia nọ, rồi anh ta trốn đi chơi với cô nàng vậy thôi, chứ còn bây giờ là không có đi nữa. Hồi lúc đó thì anh ta đi qua đêm, đi cũng như là ra về nhà em lên cái ghe đậu là khoảng chừng 2 cây số. Cái chiều anh ta nói ngủ đi giữ ghe, thì con em lúc đó có 7-8 tháng thì em ở nhà em đâu có coi tới. Kiểu như nói chiều cái ăn cơm về, cái ăn qua đêm rồi nói chuyện với vợ con vậy đó anh. Nhưng mà không ngờ anh ta ngoại tình mà mình không biết. Thì tất nhiên người ta đã có ý đồ, mình có biết làm sao được, mình có phải là lúc nào mở 24/24 đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Không phải một mình em thế, rất là nhiều người phụ nữ cũng mải làm, mải ăn, bận rộn, lại vớ về người chồng thiếu ý thức. Chứ không có nghĩa là cứ người vợ nào bận là người chồng đi ngoại tình đâu. Nó tùy mỗi người, mỗi cảnh. Mình cũng thật sự là cơm áo gạo tiền. Ảnh thì ảnh đi, ảnh bư tiền. Mình ở nhà thì cũng con cái hội hàng đồ chơi mới có dư giả cho ta ăn. Anh muốn hỏi là khi thế thì thái độ của anh thế nào? Anh có xin lỗi rồi anh ấy nói với mình rằng đó chỉ là giải trí rồi vui chơi rồi đối với anh vợ con là nhất hay như nào không? Anh phát hiện ta về em làm dữ lắm, nhưng mà anh ta nín thinh, anh ta không nói gì hết. Nói chung là anh ta biết anh ta sai rồi, biết sai biết im đềm, nhưng mà nói thật lòng mà nói thì em cũng được cái này bỏ cái này lấy cái kia. Ảnh mặn nghe bao nhiêu tiền là bắt đầu tự em lúc đó là em rút tiền lại liền. Ví dụ như chở bên này được 5 triệu em lấy 5 triệu, chở mình thắt chặt triệu. Quản lý hiểu rồi, mình thắt chặt lúc quản lý tài chính. Em siết chặt lại, em siết chặt ảnh vẫn nghe lời em. Nhìn nhận một cách khách quan rằng là đây chỉ là ăn vụng, chỉ là trong lúc vợ bận rộn rồi thậm chí lại gặp một cái cô chồng chết này, cô lại rất là rảnh rỗi, có thể ngồi cà phê với nhau rồi. Đúng là, thậm chí là cô ấy lại còn gạ gẫm nữa cơ. Đôi khi có những người mà người ta thiếu thốn tình cảm, người ta gạ gẫm chủ động chỉ để trao đổi chứ chẳng phải là tốn tiền với cô ấy đâu. Và đôi bên thì đấy, một bên thì đàn ông thì vợ còn bận, mà hai nữa là nó cũng cũ rồi. Một bên thì đối tượng kia vừa mới vừa lạ, tất nhiên là cũ người mới ta chứ cô ấy cũng không phải là trẻ đẹp gì, nhưng mà ít ra thì cũng là tình cho không biếu không. Họ ăn vụng với nhau chứ còn anh ấy không có ý đồ là kiếm một cô nào đó rồi tiến xa với cô ấy rồi về nhà bỏ vợ con để đến kết hôn. Mình phải hiểu thực vấn đề đúng không? Và khi ăn vụng mà đã bị bắt quả tang rồi thì cái hành động mà anh ấy không nói gì, anh im lặng đối với đàn ông đã là xuống thang xuống nước rồi. Còn hơn rất nhiều người đàn ông khi mà vợ bắt được thì nói đấy, tôi ngoại tình đấy, cô làm gì thì làm. Ví dụ như thế, thách thức cơ, thì mình còn thấy nó còn uất hận đến đâu. Nhưng mà đây im lặng nghe lời. Hai nữa là mình cũng đã có những cái biện pháp siết tài chính, như là đi ghe lấy được bao nhiêu tiền công, chắc chắn là hôm nay đi chở 10 tấn than cho cái chỗ gì đó người ta trả 10 triệu mình biết ngay đúng không? Mình cũng đã từng đi ghe rồi, cũng là một biện pháp thôi, chứ còn thì thật ra cũng không phải là hoàn toàn là ấy đâu. Có những người đàn ông trong túi chả có đồng nào, mà phụ nữ khác người ta thích là rồi cũng vẫn đi được như thường, chứ không phải là không có tiền thì là không ngoại tình được đâu. Thậm chí có anh đi ngoại tình mà còn được bạn tình cho thêm ấy. Đấy, thời buổi này nó như thế cơ. Thôi bây giờ thế này, chuyện cũ gác lại, bởi vì anh đã đi ngủ với gái rồi, anh đã phạm lỗi rồi, dù có làm ầm nữa lên, bắt loa lên nói cho cả xã biết thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Qua đây là một cơ hội để mình cũng nâng cao tinh thần cảnh giác. Làm sao mà một người phụ nữ còn trẻ, chồng thì khỏe như thế mà lại mẹ đẻ nói rằng là nó có bồ đấy mà mình không tin nhỉ? Phải tin chứ, phải biết nghi ngờ chứ. Mẹ em nói là cũng như mọi em sợ em buồn mà mẹ em không có nói chính thức. Tại vì lúc đó em mới sanh bé mới có 2-3 tháng à, nên mẹ em không có nói vội vàng với em là chính thức. Tại vì nếu mẹ em nói thì nhiều khi á, mẹ em nghĩ là máu em tốt thì không nói gì, rồi máu em mà sợ lỡ có cái gì rồi em quay lên rồi, mẹ em bị tính đó anh. Thôi. Nên mẹ em không có nói trắng trợn, mà mẹ em nói gì. Mẹ nói là con à, ba mày sống với chồng mày trong nhà, coi chồng mày, cảnh giác chồng mày, chứ mẹ nghe nhiều người nói nó ngoại tình lắm. Lưu tâm con. Lưu ý một tí, đừng có chủ quan đúng không? Thôi được rồi, thì bây giờ thế này, những cái chuyện mà liên quan đến ngoại tình có thể nói cả ngày không hết, nhưng mà thôi chốt lại, chuyện đã xảy ra rồi, anh ấy đang có dấu hiệu tiến bộ, bản thân mình cũng đã có những cái giải pháp nhất định để tăng cường. Sau đây thì mình sẽ lưu ý thế này này, không nhắc lại nhiều nữa, bởi vì người ta nhận lỗi rồi mà mình cứ nhắc đi nhắc lại nhiều, người ta nổi cáo lên. Cái thứ hai là
mình cũng nhận thấy rằng mình cũng chủ quan, mình 40 mấy thì ông ấy chắc cũng chỉ độ dưới 50 đúng không, cũng 40 mấy thôi. Dạ, có 43 ạ. Trời ơi, đấy, đàn ông ở cái tuổi ấy là cũng dễ, đang ở cái tuổi sung sức hừng hực ấy, thế mà cứ đi ghe rồi nó cũng không phải, đầu óc nó không phải nặng nề gì lắm, rồi lại ăn uống tốt, lại nhậu nhẹt, lại làm mấy chén rượu nữa là dễ có cái chuyện nó thèm muốn lắm. Thế thì mình lưu tâm đến cái chuyện đó nhá. Bây giờ con nó lớn lên rồi, mình lại bắt đầu hồi phục lại cái chuyện vợ chồng quan hệ đi. Nếu như con nó còn không quá nhỏ, nó đi nhà trẻ, nó gửi được ngoại, nó gửi được người nội kia, hoặc đứa lớn trông đứa bé, mình đi ghe với anh ấy đi. Chồng thì lái ghe, mình thì là vừa là quản lý, vừa là kiểm soát, vừa là kế toán, vừa là xuất nhập hàng. Dạ, bây giờ thì em đi rồi nè anh. Ừ, cũng giống như là gia đình mà ông chồng lái xe, còn bà vợ là lơ xe ấy, không lọt đi đâu một hào nào cả. Thì thật ra cái đấy nó cũng là một biện pháp, thêm biện pháp ngăn ngừa thôi. Chứ còn tất nhiên thì nếu như người ta đã cố ý thì cũng sẽ có những cái kẽ hở, nhưng mà thôi, đi cùng suốt ngày cùng với nhau, chiều về không làm nữa thì lên bờ thì mình cơm nước thì mình giao cho ông ấy là đón con đi rồi tắm cho đứa nọ đứa kia, đại khái là cho nó bận rộn. Thế rồi ngoài làm ăn ra ấy thì mình lưu tâm đến chuyện là mình giữ gìn người ngợ mình một chút, 44 còn rất là trẻ, đừng để nó béo quá, tối ăn xong vợ chồng dắt nhau đi bộ, chuyện đã qua rồi nó như là một vết thương, mình để yên cho nó lên da non rồi cuộc sống nó sẽ bình yên trở lại nhé. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình, chúc cho chị sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình chị nhé. Dạ em cảm ơn chị. Vâng, chào chị. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo, thính giả của điện từ Bắc Ninh phải không ạ? Vâng ạ. Chị ơi, cho em hỏi hai vấn đề một chút. Em thì năm nay 33 tuổi, nhưng mà trong khoảng nửa năm lại đây thì vấn đề thứ nhất là em bị xuất tinh sớm. Vấn đề thứ hai là cái phần bìu dưới dương vật của em ấy thì nó nổi những cái nốt màu đen ấy. Thì bây giờ nếu bình thường thì không sao, mà mình chạy ra thì nó chảy máu nhiều ấy, mà phải lúc lâu nó mới cầm được máu lại. Vâng, thì em hỏi hai vấn đề đấy. Vâng, với cái hiện tượng mà bất thường như thế thì bạn đã đi khám ở đâu chưa? Trước em bị hứa thì là em có đi khám ở viện Gan Nhiễu của tỉnh, người ta kiểm tra thì người ta bảo là không vấn đề gì. Câu hỏi của bạn thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ Phượng ạ. Chào em. Vâng ạ, em chào chị. Em có hai vấn đề. Trước nhất là mình nói đến cái chuyện nửa năm nay thì cảm thấy sinh lý yếu, đúng không? Vâng, cái nhu cầu nó vẫn cao và cái cương cứng nó vẫn tốt ấy, nhưng mà vấn đề là nó bị xuất sớm ấy chị. Em có vợ có con rồi chứ hả? Vâng ạ. Thế cái vấn đề về tâm lý với vợ có vấn đề gì không? Không, vợ chồng em vẫn bình thường. Vẫn bình thường. Không có vấn đề gì ạ. Thế có rượu hay bia gì không? Em thì công việc của em thì em cũng thường xuyên uống rượu bia chị. Đấy. Thuốc lá thì không hút, thể thao thì chơi đều. Rồi. Em đi tiểu, nó có vấn đề gì không? Đi tiểu thì em thỉnh thoảng thì nó có bị buốt hoặc gấp một tí, nhưng mà nó hiếm khi gặp, nó không bị thường xuyên. Hỏi như thế để thấy là cái đường tiết niệu nếu mình bị nhiễm trùng ấy, ví dụ tiểu buốt, tiểu dắt thì có thể thành bằng quang dày, có thể là một cái đợt nó viêm nhiễm thôi. Viêm nhiễm nó có thể do nhiều lý do. Cũng có thể do vệ sinh mà nó cũng gây viêm nhiễm. Đó. Thế thì nó biểu hiện sớm của cái viêm nhiễm đường tiết niệu thì nó sẽ thường là tiểu buốt, tiểu dắt hoặc tiểu ra máu, ra mủ, đúng không? Đó. Thế và nếu viêm nhiễm đường tiết niệu thì ở nam giới đường tiết niệu và đường sinh dục ấy nó chung một đoạn gọi là niệu quản, cho nên nó có thể viêm nhiễm đường sinh dục. Đấy, và nó làm cho sức khỏe của đường sinh dục nó kém. Tóm lại là bây giờ em có hai hiện tượng. Một là mới 33 tuổi mà sinh lý yếu, rõ ràng phải đi khám ấy, để mà xác định được nguyên nhân của nó là gì và được điều trị sớm nhá. Không thể bỏ qua vì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và nó ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của em và sức khỏe chung. Vì vậy mình rất cần khám sớm để điều trị. Một lý do nữa mà em cần đi khám nữa là em có các cái nốt chấm ở bìu á. Ở vùng da ấy hả? Đấy có thể là bị viêm da mà mình điều trị chưa triệt để. Và khi mà em bấu nó chảy máu khá lâu lâu rồi nó mới cầm ấy. Như vậy là cái viêm này nó cũng đã ít nhất là ăn vào cái hệ mao mạch
của da ấy, cho nên là cái nốt mà nó nhỏ thường nó chảy máu ít, bởi vì nó sẽ không quy tụ được các cái mao mạch nó đến nhiều. Nhưng thông thường mình cứ gọi là các cái nhú đấy đi, nó quy tụ nhiều mao mạch đến, tập trung nhiều mao mạch đến thì nó sẽ gây chảy máu nhiều, đúng không? Vì vậy rất cần phải biết là các cái nhú đấy là viêm nhiễm, tức là nhiễm khuẩn, hay là một cái biểu hiện gì về mạch máu, về mao mạch không nhá. Thế thì với hai cái lý do như vậy thì em cần phải đi khám. Ở cái xuất tinh sớm người ta mới cần làm các cái xét nghiệm, ví dụ như là nội tiết này, đường sinh dục ấy có vấn đề gì không, và kết hợp với người ta sẽ xét nghiệm da, có khi người ta lại phải cấy cái tế bào da ở cái chỗ mà em bị viêm ấy để xem nó là cái gì, hoặc là người ta sinh thiết lấy một cái màu nhũ đấy để người ta đi đọc tế bào xem tại sao nó lại có cái hiện tượng đấy nhá. Thì lúc đấy mới biết được nguyên nhân và tác nhân gây bệnh và mới có được cái phương pháp điều trị sớm cho em. Thế cái vấn đề xuất tinh sớm thì em thấy người ta xịt cái xỉn xú, nếu mà em mua sử dụng cái đấy thì có ảnh hưởng gì không chị? Ở cái đấy là để giải quyết triệu chứng chứ chưa giải quyết gốc. À vâng, em hiểu rồi. Mà mình thì cần giải quyết gốc cơ. Em hiểu rồi ạ. Mình mới 33 tuổi. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ sớm chữa được bệnh bạn nhé. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, chào bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hưng Yên. Alo, thính giả gọi điện từ Hưng Yên phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì ạ? Câu hỏi của chị là như thế này, chị có đứa con dâu lấy về nhà chị là được 6 năm. Một năm đầu nó sinh được đứa cháu đầu thì nó ở nhà nó vay trên mạng. Lúc chồng về nó nói thì nó bảo là nó không biết, nó ân nhầm. Có 2.8 triệu thôi, nhưng về sau lúc lọ lên thành 100 triệu thì bà ngoại nó đã giả cho nó rồi. Thế thì từ ngày đến bây giờ thì nó cũng cứ thỉnh thoảng nó lại vay người nọ, nó vay người kia, người ta đến đòi nợ thì cũng lại bà ngoại giả cho. Nên năm ngoái với năm nay nó thì không phải là đi vay mà nó cứ đi cho thuê ở các cái khu chung cư ấy. Kiểu như là nó đi thuê của chủ chung cư thì nó lại cho người nó thuê lại của nó thì nó cho thuê rẻ hơn mà. Vâng. Đến lúc chị cũng cứ nghĩ là con nó làm ăn chị cũng chẳng để ý đến, cũng mà kệ, nó cũng cứ tin tưởng. Thế bây giờ đến 2 tháng này thì người ta đến người ta đòi nợ rất là nhiều. Vâng. Người ta cứ bảo là cho thuê thì người ta cho thuê 1 năm, người ta đóng tiền là 1 năm. Thế nhưng bây giờ con nhà chị thì nó chỉ đóng cho nhà chủ có 3 tháng. Thế còn 7 tháng nữa là nó không đóng cho nhà chủ. Thế bây giờ họ cứ đến họ đòi. Vâng. Họ đòi rất là nhiều. Thế thì chị cũng không biết là làm như thế nào. Muốn là tâm sự với cửa sổ tình yêu là giúp chị xem là giải quyết một cái phương hướng nào. Không, người ta đến người ta đòi nợ nhiều, ông chồng nó mới cũng tức, nó cũng đánh. Vâng. Đánh thì là nó bỏ nó đi từ hôm ấy đến bây giờ nó cũng chưa về. À thế ạ. Thế thì nó cứ về nhà bà ngoại nó được 4 hôm thì bà ngoại nó lại đuổi, bà ngoại nó không chứa. Vâng. Thì lại mang con về, mang cả hai đứa cháu nhà chị đi. Vâng. Cái hôm thì nó mang đi đến nhà trọ, hôm thì nó lại gửi về cho bố nó. Nghĩa là nó không phải ở đây liền, cứ hôm thì gửi về mà hôm thì nó lại mang đi. Vâng. Vâng, con dâu của chị có những cái phức tạp liên quan đến tiền nong và từ đó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đúng không ạ? Vâng, vâng. Vâng, và chị hiện nay thì cũng rất là đau đầu, không biết là sẽ có cái cách gì để giúp cho con trai, con dâu của mình hay không. Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, vâng. Rồi, xin chào chị. Chào anh nhé. Vâng. Bà nội cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vâng, năm nay là em gần 60 rồi ạ. À, gần 60. Mình có mấy cậu con trai? Rồi, có mỗi một cậu con trai thôi anh ạ. Mỗi thằng này đấy đúng không? Mà cô con gái và con gái thì lấy chồng rồi, đúng rồi. Tất cả làm đụng các thứ thì biết rồi, nghe rồi. Bố mẹ là làm xây tắt cho hết rồi, con không phải lo một tí gì nữa. Thế mới chết. Rồi bây giờ con dâu cứ vay mượn thì em cũng không biết là nó như thế nào. Rồi, thế thì mình ăn chung hay ăn riêng, lấy vợ về cho con ăn tùng lung với nhau? Lấy vợ về cho cháu thì là cháu ăn chung ạ. Sao không cho nó ăn riêng, vợ chồng nó dạy dỗ, nó bảo ban nhau, nó làm ăn, mình cứ ôm mà làm cho gì? Nó ăn riêng một thời gian thì là nó đi vay của con bé cháu nhà em là 40 triệu, thì nó lại vay vụng chồng nó. Ừ.
không nói với chồng, mà con bé kia cũng không nói gì với chồng nó. Đến lúc nhà nó đến đòi thì là cái thằng chồng nó mới đăng lên mạng là từ nay giờ đi không được ai cho vợ nó vay tiền. Chỉ có mỗi thế thôi, nó đăng mỗi thế thôi. Thế là bắt đầu dỗi về về nhà đẻ một tháng. Đấy, về nhà đẻ một tháng thì ông bà ngoại lại đưa về. Lại đưa về xin lỗi nước thì là về. Con trai nhà mình thì làm ăn gì? Trai nhà em thì thực quản là rất là chịu khó làm ăn. Nó có cháu cũng đi làm công ty, làm bên cơ điện thôi. Rồi. Đấy, nhưng mà nó thế rất là chịu hai khó đứa làm con ăn. Của nó lớn chưa? Hai đứa con của cháu, một đứa lên 5 tuổi, một đứa lên 4 ạ. Rồi. Thế bình thường thì ở nhà bà ôm các cháu hay là các cháu nó đi nhà trẻ mẫu giáo? Ở nhà thì toàn em chăm sóc, đến bây giờ thì các cháu nó đi mẫu giáo cả hai đứa. Rồi, thật ra thì mình là mẹ chồng, mình lại có tuổi rồi, mình cũng chả nắm bắt được, mình cũng chẳng lo được cái gì cho nó đâu. Cho nên là nếu có chăng nữa, thứ nhất, việc mình phải đẩy ra cho vợ chồng của bạn ấy, cho cậu con trai con dâu ấy, nó tự lo. Bây giờ thì người con dâu nó vay thì vợ chồng nó dạy dỗ nhau mà không dạy được thì nó làm cái gì thì... Cái việc của chúng nó mình ở sau lưng thôi. Lại bên kia được cái bà ngoại nữa. Con gái đi lấy chồng rồi cứ vay nợ người ta lại trả hộ. Thế xong rồi trả từ cái lúc mà 2 triệu 8 rồi lên 100 triệu rồi đến lúc này vài lần như thế. Sau này nó ỉ lại rằng là cứ vay, cứ ăn tiêu chơi bời xong rồi. Nếu mà có thua thiệt gì thì có bà ngoại lo. Chắc cũng chẳng để đến nỗi mình chết đâu. Thế là nó ỉ vào. Nếu nói về con cái thì nhà em cũng có hai đứa cháu quý cháu như vàng luôn, ông bà chăm sóc đến nơi đến chốn, chứ không phải là nào các con phải bận mọn gì, các con nó rất là rảnh rỗi. Rảnh rỗi mới chết. Nào, thế, chứ nhật tôi nào các cháu là... nó cũng bố con mẹ con dắt nhau đi chơi. Thế mà nó lấy chơi vợ, nó sinh con rồi, hai đứa con phải để cho nó bận rộn để nó lo cho con nó, là mình lại cứ ôm hết xong bảo các cháu nó thật rảnh rỗi. Cho nên việc của bà bây giờ không phải là làm sao, mà việc của bà là không làm gì nữa. Bây giờ thôi, tao là già rồi, không lo được cho chúng mày nữa. Bây giờ vợ chồng ăn riêng, con vợ thử khai cho với thằng chồng xong là nợ ai như thế nào thì tự thu xếp mà trả. Công nợ thì trả dần. Người ta nói là phi thương bất phú, tức là không buôn bán thì không có phú. Nhưng mà thực ra không phải ai có cái mặt để buôn đâu. Có người cứ thò ra cái gì thì mất cái đó. Người ta phải có đầu óc, có tính toán. Mà kinh doanh thì lại phải chữ tín làm đầu. Mình còn chạy đi đâu được mà lại thuê của người ta 10 tháng, lấy tiền của người ta 10 tháng chỉ thanh toán cô ba, có mà đi lên trời à. Chưa làm đã chỉ nghĩ đến chuyện là ăn tay trên của người khác làm sao được. Hãy để cho các cháu, đời nó dạy nó. Thằng chồng nó thì nó bảo là cứ kệ để cho nó xích cổ nó vào thì nó mới chừa. Chứ nó nói nhiều rồi, nó đánh trận thì nó xích cổ cho đi tù thì nó mới chừa. Rồi. Ăn tiêu toàn vô bờ bến, ăn tiêu hoang phí, tắm sửa, không còn thiếu một cái gì trên một đời. Một phần lỗi ở anh chồng. Từ ngày lấy nhau về ở bên kia nhà người ta chiều con người ta thế nào không biết, nhưng về bên này nó phải có quy định vợ chồng phải thế này, phải làm ăn thế này, đóng góp không đóng góp, hai đứa con ngồi đấy tiền không có, cứ suốt ngày đi sắm đi xếp mà chồng cũng im thì chồng hiền, hiền quá mà hiền quá thì không khuyến khích đâu. Nha. Em hỏi anh như thế này nhá, thế bây giờ nó thì nó bỏ đi từ hôm ấy đến bây giờ nó chưa về, mà em hỏi chồng nó là nó bảo nó thuê ở nhà nghỉ. Đôi vợ chồng này thì chắc chắn là nó cũng không thể nào nó xa nhau được, bởi vì chúng nó cũng rất là tình cảm. Đấy, chứ không phải là chúng nó ghét bỏ gì nhau. Nhưng nó mỗi cái tội là nó vay nợ như thế. Chồng nó thì nó bảo là con chẳng biết, thấy bảo nó ở nhà nghỉ, con mặc kệ nó, con không quan tâm. Đấy thì nó chỉ bảo thế. Cái này là bây giờ các con lớn rồi, tùy các con quyết định, chứ bố mẹ không dám can thiệp vào cái việc ý. Bây giờ các con lớn tùy các con quyết định thế nào. Không phải không dám mà không nên can thiệp, kệ. Bố mẹ không quyết định. Thích ở đâu thì ở. Mình chẳng đuổi, mình không làm điều ác. Còn chúng nó gieo gió thì nó gặt bão. Chỉ muốn ăn mà không muốn làm thì rồi sẽ trả giá. Bố mẹ dạy không nghe thì đời nó dạy. Đấy, cuộc sống nó là như thế. Mình làm sao mình cứ che chắn mãi được. Em cũng còn là không biết là giải quyết bằng cái cách nào để cho nó chừa cái tính nết. Đã nói với con ơi, tất cả vay cái gì cũng thế, cũng nói rất là ngọt với con, cũng kiểu mình cũng biết rồi, nhưng là lúc nó chưa vỡ ra. Chứ cũng có bảo là hát hủ gì con đâu, vẫn rất là quý hóa các con, mà nó thì nó cũng rất là quý hóa bố mẹ. Nhưng mà nó mỗi một cái tội là nó cứ đi vay, đi buôn của người ta, nó buôn đắt nhưng mà nó lại bán rẻ anh ạ. Toàn đi buôn đắt bán rẻ thôi. Đúng là thôi. Ê, mỗi cái tội ấy cũng là tội nặng lắm rồi đấy. Nhiều anh chồng cũng ngoan ngoãn hiền lành yêu vợ quý con, chỉ mắc mỗi cái tội nghiện lô đề. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Hy vọng rằng con dâu của chị sẽ hiểu ra vấn đề để giữ gìn hạnh phúc gia đình trở lại yên ấm như xưa. Cảm ơn chương trình nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Thái Bình. Alo, thính giả gọi điện từ Thái Bình phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Chị ơi, cho em hỏi em lấy chồng ấy. Lần thứ nhất thì em đã chia tay rồi, mà em mới gặp lại anh ấy. Anh ấy lại hẹn hò với em ấy.
Anh ấy xin lỗi em là... Anh ấy là như thế nào với cả bạn ạ? Tức là anh ấy là chồng cũ của em. À, anh là chồng cũ, hai người đã ly hôn rồi đúng không? Và bây giờ gặp lại. Rồi. Dạ, em rất là lời và em đang rất là run. Em không biết nói về cái chuyện này như thế nào. Vâng. Chúng tôi cũng nhận thấy điều đấy ở bạn. À, bạn cứ bình tĩnh nhé. À, bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Tức là mình đã ly hôn chồng với anh chồng rồi. Bây giờ gặp lại người chồng đấy thì anh ấy lại bày tỏ tình cảm với mình à? Hay thế nào? Anh ấy lấy vợ rồi. Em với anh ấy là ngày xưa là chưa có con ấy. Nên là anh ấy chán đời. Anh ấy hay cờ bạc lô đề thì em cũng bỏ anh ấy rồi. Gặp lại thì anh ấy muốn là em với anh ấy vẫn là vợ chồng. Nhưng mà anh ấy vẫn đang có vợ đúng không? Vâng, nhưng vâng. Em không muốn thế, em chỉ muốn là bạn bè thôi. Vâng. Bây giờ là em muốn anh Linh Đoàn là giúp em nói như thế nào để anh hiểu là em là bạn bè thôi. Vâng, tức là mình muốn giữ một tình bạn với người chồng cũ. Và bây giờ bạn muốn nhờ anh Đinh Đoàn bày cho mình cái cách nào để nói cho anh ấy hiểu được cái suy nghĩ của mình đúng không ạ? Vâng, xin mời anh Đinh Đoàn ạ, có những tư vấn cho bạn gái ở Thái Bình ạ. Rồi, xin chào Đồng Hương, anh nghe câu chuyện rồi. Em đã chuẩn bị câu hỏi và em cứ từ từ rồi sẽ không run nữa. Rồi, cứ ngồi yên, anh hỏi gì nói đấy nhá. Vâng ạ. Ừ, cứ vừa run vừa nói cũng được, không sao đâu. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 38 tuổi ấy. Mới 38. Ly hôn bao nhiêu lâu rồi? Em ly hôn chỉ được 10 năm rồi. Em 10 năm? Chồng. Ừ. Vâng, em lấy chồng mới. Em có 2 con rồi, gia đình em giờ đang yên ổn. Thế là... Tức là mình cũng đã đi lấy chồng mới rồi đúng không? Vâng ạ. À rồi, tóm lại thế này này, vợ chồng lấy nhau ly hôn 10 năm rồi, anh ấy cũng đi lấy vợ, mình cũng đi lấy chồng. Và cuộc sống mới đang yên ổn thì nay bất chợt gặp lại anh chồng cũ. Anh ấy lại bảo là anh ấy vẫn còn yêu và muốn rằng như là vợ chồng đúng không? Thế nên là anh hối hận vì đã bỏ em. Hối hận thì làm gì? Có rủ đi nhà nghỉ là hẹn hò gì không? Em vẫn là vợ của anh ấy. Thứ nhất là không là vợ được. Em thấy em thương anh ấy, tại vì ngày xưa là chưa có con ấy thì anh ấy cũng buồn nên anh ấy chán em, anh ấy chơi bời ấy. Lúc ấy là lấy nhau xong rồi hai vợ chồng mãi không có con thì mới chia tay vâng. nhau đúng không? Vâng, vâng. Chia tay nhau chỉ vì không có con chứ còn thật ra trong không lòng vẫn có tình cảm. Anh ấy cờ bạc nữa. À ừ rồi, cờ bạc lại không con. Thế xong chia tay bời, nhau. Lần nhiều lắm. Rồi. Thế xong mình đi lấy chồng mới thì bây giờ chồng mới ngon không? Chồng lấy em thì chịu khó lắm. Ừ tốt. Có mấy cháu rồi? Có 2 cháu, 1 trai 1 gái rồi anh. Một trai 1 gái. Thế xong rồi cũng ở quanh quẩn gần gần nhau à? Sao mà lại cứ gặp được cái ông chồng cũ thế? Khác xã thôi anh ạ. À khác xã, ngẫu nhiên gặp ở chợ thôi đúng không? Vâng. Ừ. À, ngoài cái buổi gặp mà ông ấy bảo thế thì đã có hẹn lần nào nữa chưa? Dạ em cũng hẹn 1-2 lần rồi. Ừ, hẹn thì đi làm gì? Em chỉ muốn nói chuyện cho anh là anh rõ để có nghĩa là giờ phải tập trung vào làm ăn không là... thương vợ thương con sắp già rồi cứ thương bố mẹ mình chơi bời nữa để thương bố mẹ đỡ phải lo rồi rồi thế em chỉ khuyên vậy nhưng mà anh khả năng cũng không nghe lắm. Tóm lại thế này này, việc dạy anh ấy không phải là việc của mình, hẹn hò để mà lên lớp mà dạy dỗ anh cũng không phải là việc của mình. Anh ấy là đàn ông 40 tuổi rồi, anh ấy cũng có 2 đời vợ rồi. Anh ấy sống như thế nào là anh phải có chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh, còn mình lo cái đời của mình ấy nhá. Hiện nay nhớ thế này này, quá khứ đã qua rồi, hiện tại mình đang có chồng và có 2 đứa con. Anh chồng mới này thì rất là chịu khó làm ăn và thương vợ thương con. Đấy là cái tài sản vô giá mà không phải người phụ nữ nào cũng có được đâu. Người ta mơ ước cũng chả có. Còn cái việc mà ông ấy bảo là cứ coi như vợ chồng, người thỉnh thoảng lại gặp nhau, thật ra đấy là một sự gạ gẫm thôi nhá. Mình đừng có nghe. Ông ấy đang có vợ, ông có dám nói với vợ ông rằng là anh gặp lại vợ cũ và anh vẫn yêu vợ cũ của anh như là ngày xưa không? Anh bảo là vợ anh không chiều anh ấy. Chiều làm sao được một người đàn ông lông bông lăng bang cờ bạc rượu chè từ lúc trẻ lúc già lại cứ đòi người ta hiểu với yêu gì. Chỉ có bà vợ cũ thì mới thương thôi. Tóm lại thế này này, mình không phải thương anh ấy nhá. Vâng. Cũng chẳng phải dạy dỗ anh ấy, gặp 2-3 lần chỉ để khuyên dạy mà rồi lần thứ 3 là anh ấy sẽ cầm tay, lần thứ 4 là mình không làm chủ được, rồi mình lại thương. Từ cái việc đó, đến việc đi nhà nghỉ, nó là một gang tấc đấy. Mình hãy cảnh giác tinh thần, cũng không thừa. Đã chia tay nhau rồi. Ừ. Em rất là đau đầu vì cái chuyện này, vì em muốn là phản bội chồng. Nhưng mà em sắp gặp lại chồng cũ một lần rồi thì có sao không anh? Chót hẹn chồng cũ đã đi đâu chưa? Có. Rồi. Em không muốn thế đấy ạ. Ừ, không muốn thế thì mình dừng lại nhé. Ai cũng có lỗi lầm, ai cũng có sai lầm. Nếu như mà biết điểm dừng thì mình hãy hết lòng thương chồng, thương con, tập trung vào làm mà ăn thế thôi nhé. Anh biết số điện thoại của em, xong anh nhắn tin là em phải làm sao nói chuyện với anh để cho nó...
Anh ấy hiểu ạ. Anh ấy hiểu hết, không được gì phải nhắn tin, không phải trả lời. Anh bảo vốn là bây giờ bù đắp lại với em ngày xưa đó. Ôi giời ơi. Gây ra nó chầm đấy. Tôi không cần bù, anh về anh bù cho vợ anh ấy. Vợ anh đang thiệt thòi đấy nhá. Còn tôi có cần gì mà bù, chồng tôi đang ngon, đang khỏe. Em thì em thương bố mẹ anh, bởi vì bố mẹ anh ngày xưa là rất là tốt cho em. Lo cho em và giờ biết coi em con ấy thì có một lần em gặp bố mẹ bảo là cũng được hơi vào xong là giờ lại phải 700 triệu á. Đấy, người ta vứt ra đường còn trả được, mình còn đòi vơ vào. Một cái người đàn ông 40 tuổi còn nợ 700 triệu, 2-3 đầy vợ giờ, ất a ất ơ. Anh ấy sẽ thay đổi, bố mẹ nó khổ thôi. Vậy em sẽ hỏi anh, trên em như thế nào? Có thân thì giữ, không có gặp gỡ gì nữa. Hôm nay này là tin em, một tháng nay em gọi điện không nghe máy, tin em có nhắn lại. Vâng, phải đến tháng nay rồi. Mình phải hiểu là người ta cứ cần gì ở mình. Biết thế rồi. Nói thế chứ phụ nữ mà đôi khi cứ toàn đi thương người mà quên cái là cái người cần thương là mình. Từ những cái chia sẻ, những cái tư vấn của anh Đinh Đoàn thì hy vọng rằng là bạn sẽ tỉnh táo để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình bạn nhé. Vâng, em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chào chương trình ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo, thính giả của điện từ Bắc Ninh phải không ạ? Vâng, đây rồi. Vâng, chào anh. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Tôi giờ là vợ nó đòi hỏi nhưng mà mổ dạ dày giờ nó ảnh hưởng, nó không cương cứng được. Vâng. À, xin lỗi, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Và cái vết mổ của anh ấy thì mổ đã lâu chưa ạ? Mổ được 2 năm rồi. Cũng đã 2 năm rồi và bây giờ thì vẫn cứ bị ảnh hưởng bởi vết mổ, đúng không ạ? Vợ tôi mới có 3 năm. Vâng. Chị ấy thì còn trẻ và có những cái đòi hỏi mà mình thì lại không đáp ứng được, khiến cho mình cũng có những cái lăn tăn suy nghĩ, đúng không ạ? Từ này thì có tin đồn là nó đi nhà nghỉ, hỏi thì như nào, phải trước thế nào. Vâng, câu chuyện của anh thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho anh để xem bác sĩ có cái cách gì để giúp cho anh nâng cao sức khỏe không anh nhé. Vâng. Vâng ạ, chào anh. Anh mổ dạ dày là cắt toàn bộ dạ dày hay cắt một phần dạ dày? Dạ dày bị loét hay dạ dày có u hay trong tình trạng như thế nào? Nó là ca ở cái đường trong ấy. Vâng, nó là ca dạ dày. Giai đoạn đầu không phải trị xạ. Cắt rồi, không phải trị xạ, có phải dùng thuốc không anh? Cắt xong là được 2 năm nay rồi thì không có thuốc gì nữa. Tốt quá nhỉ. Thế sức khỏe bây giờ thì phục hồi hoàn toàn chưa? Khỏe thì khỏe rồi, nhưng mà tuy nhiên nó hỏng cái suy nghĩ. Hỏng á? Hỏng thật á? Nó cứ hỏng thật, nó liệt đi. Nó không đứng được lên nữa à? Không. Trên bảo dưới không nghe nữa à? Không. Thế mà chết. Vâng, muốn tìm hiểu nguyên nhân nó đứng lên hay không, anh phải đi khám tiết niệu. Vâng. Vâng, hoặc là khám năm học. Để người ta xem là cái việc mà không đứng lên đấy nó do làm sao. Xét nghiệm thì rồi mới biết được, đúng không? Đấy. Bây giờ muốn hỏi bác sĩ là có nên dùng cái gì không, phòng kích thích có được không? Khi trước kia tôi cứ một tuần 2-3 lần thì vợ trẻ. Ừ. Thế nhưng bây giờ sau khi mổ giờ là con không phải xạ gì, liệt chẳng biết rồi. Ừ. Thế vợ nó cứ kêu than phân rồi nó lại có hiện tượng nó đi nhà nghỉ với người khác. Ừ. Thế nên là muốn hỏi bác sĩ là bây giờ mình yếu này mình có cái chiều cuống bằng có việc gì không? Rõ ràng là cơ thể của anh nó không ổn. Vâng. Bây giờ lại một tháng 3 lần cái thuốc đấy, 4 lần cái thuốc đấy nữa nó cũng hại. Thế vâng. Thì mình phải hiểu bản chất của vấn đề. Cái việc mà uống thuốc đấy chỉ là để phục vụ cho vợ, để vợ nó không đi ra ngoài. Đúng không? Rồi, cho nó hạnh phúc thôi. Cho nó hạnh phúc thôi. Nhưng mà để giữ hạnh phúc nó có nhiều cách mà. Cái thứ nhất là về tình cảm. Yêu thương vợ con, vợ nó đi làm thì mình ở nhà mình giúp đỡ vợ làm việc nọ, việc kia. Vợ về thì kể chuyện, thì rồi âu yếm, rồi vuốt ve, rồi có khi còn rủ vợ đi cà phê. Là cái thứ nhất, đấy là về mặt tình cảm. Cái thứ hai là cái quan hệ để mà thỏa mãn nhu cầu của người vợ ấy. Nó có nhiều cách lắm. Nó không phải chỉ có cái súng ống kia mới giải quyết được cái nhu cầu sinh dục của người vợ đâu. Đúng không? Mình ôm, mình hôn, mình vuốt ve, mình dùng tay, mình đủ thứ cũng có thể làm cho vợ thỏa mãn được.
nhá. Và như anh nói, vợ nó đi ra ngoài có vẻ như là không thỏa mãn nhu cầu tình dục thì nó đi ra ngoài. Vậy thì ta không dùng được súng ống thì ta dùng tay, ta dùng cơ thể, ta dùng miệng vân vân để ta tác động. Nó có nhiều cách mà để thỏa mãn nhu cầu tình dục của vợ. Và về tình cảm thì càng phải gắn chặt nhau nhiều hơn ấy. Thế thì mình sẽ lôi được vợ mình về nhà. Nếu áp dụng được cách đấy thì nó sẽ tốt hơn bằng cái cách là chiều vợ để mà cứ một tuần lại 2-3-4 lần để dùng cái kia thì chiều được đến bao giờ nhỉ? Nhưng mà hỏi bác sĩ là có một lần tôi ghen nên tôi sợ nó mất vợ hay tôi cho lưỡi vào không chỉ. Không sao, đấy, bên đấy nói đấy. Bằng mọi cách mà vợ nó thoải mái là được rồi. Đã nữa thì vợ thích lắm nhưng mà tôi thì sợ nó không ảnh hưởng gì, uống thuốc nó mới ảnh hưởng nhiều. Uống thuốc là nó vào trong. À thế à? Ừ, bên đấy nói là dùng tay, dùng miệng, dùng vân vân. Làm cái gì đấy để vợ nó thích, thế là thích rồi. Đã nữa thì vợ tôi thích lắm. Có kinh nghiệm rồi, cứ thế mà chiến đấu nhá. Thế còn cái mục mà thuốc men các thứ hạn chế đi, mình phải thương mình trước. Còn cái mục kia là để giữ hạnh phúc gia đình. Thế mà hạnh phúc là để chiều cô ấy, để cô không đi lung tung. Thì cứ làm cái gì cô ấy thích ý. Ngoại trừ cho các cái thứ vào phía bên trong mình, vì mình không lôi được nó ra và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Còn lại dùng chân, dùng tay, dùng miệng, dùng lung tung. Vâng, anh ơi, những cái lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng thì cũng rất là rõ ràng và cụ thể rồi. Về bệnh tật của mình thì anh cố gắng nâng cao cái sức khỏe của mình lên và mọi thứ nó sẽ theo đó nó lên anh nhé. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình, chúc cho anh giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Giang. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Giang phải không ạ? Vâng, alo ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Vâng, em muốn hỏi chương trình một chút về cái chuyện thầm kín vợ chồng ạ. Vâng, chị có thể nói cụ thể hơn cái câu chuyện của mình như thế nào ạ? Vâng, em năm nay là em 36 tuổi. Vâng. Còn chồng em là 47 tuổi. Vâng. Mà về em thì em rất là khỏe sinh lý. Vâng. Về chồng của em cũng khỏe nữa. Vâng. Thì cái đấy của chồng em thì em thấy chồng em rất là sung mãn và khỏe. Nhưng mà cái hồi mới đầu yêu xong đến lúc mà mới lấy thì em thấy chồng em cũng cảm thấy thích thú mà hăng lắm, nhưng mà sau tự nhiên bây giờ nào chồng em lại cảm giác nào em cứ nghi em bảo hay là chồng em bên ngoài có người khác là nào mà. Vâng. Bây giờ anh ý cái tần suất anh quan hệ nó ít đi ấy. Vâng. Tức là anh... trong cái quan hệ vợ chồng thì mình thấy có những cái thay đổi của anh ấy đúng không? Khiến cho vâng. mình có những cái nghi ngờ là không biết là anh ấy có thay đổi gì trong tình cảm với mình hay không. Vâng. Vâng. Những cái chuyện đấy mình có chia sẻ với chồng không? Hai vợ chồng có trò chuyện với nhau không? Dạ có ạ. Thì anh ấy nói thế nào ạ? Dạ, chồng em cứ nói là chồng em đi làm về mệt thì tự nhiên không cần hứng thú mà nhà em đi làm về mệt cứ bảo là mỏi mới không tối nằm không hay động vào gì vào người vợ cả. Em cảm thấy thế em rất là buồn mà em lại cứ chán. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé, xem là anh có những cái chia sẻ gì với bạn. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào. Dạ vâng, em chào anh ạ. Mình thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 36 tuổi ạ. À, mới 36, lấy nhau lâu chưa? Lấy nhau được một năm ạ. Một năm á? Vâng, vợ chồng em là kiểu em là trước kia... Rổ giá gặp lại, đúng không? Vâng, đúng rồi, rổ giá gặp lại. Rổ giá gặp lại. Vâng. Và ngày xưa cái cuộc hôn nhân trước là mình cũng đổ gãy, mình có con cái gì không? Dạ em có ạ. Các cháu thì nó ở với mình hay nó ở với bố nó? Dạ ở với mẹ em ạ. Bà ngoại hả? Vâng. Tức là chia tay nhau mình bế con về bà ngoại, nó gửi bà ngoại. Vâng. Mình đi lấy chồng. Vâng. Thế còn anh chồng hiện nay thì anh ấy cuộc sống trước của anh thế nào? Chồng em cũng ly hôn vợ. Cũng ly hôn. Vâng. Hiện nay vâng. thì hai vợ chồng ở riêng hay là ở với con chồng? Hai vợ chồng em ở riêng ạ. Riêng hoàn toàn hả? Hồi mới lấy nhau thì rất sung mãn, mình cảm thấy thế. Và từ gần đây thì thấy ít đi. Ít là bao nhiêu? Ví dụ như anh là... ấy cứ nhạt nhạt đi, chẳng hạn như là anh ấy cứ chồng em cứ hay mặc cả về cái chuyện như anh bảo thôi thì mỗi tối làm một lần thôi.
Em cứ cách túi một lần xong rồi đến lúc tận 3 túi thì em mới được quan hệ. Thì em cảm thấy là em khiếp thiếu. Nghe cái thể mới được quan hệ khổ sở thích quá. Như là của em thì chồng em dạo này không hay chiều cho em nữa. Chồng em cứ hứa theo cho qua loa xong rồi cứ bảo là thì mai thì ngày kia vợ chồng thì lo gì, nhưng mà xong là anh ấy không hay làm như thế. Tại vì em hay thích được dùng bằng lưỡi. Em cũng không biết cái sinh lý của em như nào, nhưng mà thật ra em khỏe. Một ngày em cứ muốn phải được 2 lần. Thì em mới thoải mãn thôi, được. Thật ra thế này, em cũng có cơ địa mỗi người một khác. Ta chẳng nói rằng ai khỏe ai yếu, cơ bản gặp đúng đối tác thôi. Anh khỏe mà gặp chị khỏe thì quá ok, quá tốt, đúng không? Thế nhưng mà một cái chị yếu mà gặp một anh cũng giặt dẹo thì cũng chả sao, gia đình như thế cũng yên ổn. Ở đời sợ nhất là cái sự chênh lệch thôi. Thế còn nhà mình, ông xã cũng không phải là yếu, mà mình thì cũng không phải là quá mạnh. Chẳng qua thứ nhất là chưa có con cái. Thứ hai nữa là mình cứ luôn luôn so sánh lúc bây giờ với một năm về trước. Trời ơi, một năm về trước là vợ chồng mới cưới, nó chả ngon lành, ai chả thế, kể cả thanh niên thế, trong tuần trăng mật, tháng trăng mật, đêm 7 ngày 3 vào ra không kể. Thế rồi sau đấy, sau một năm bắt đầu lại thích, bạn gọi cái là đi tớn, đi uống rượu ngay, quên cả vợ. Đấy, tức là cuộc sống nó trở lại ổn định bình thường, duy trì được một tuần ở cái tuổi của mình 36, 37 tuần đến 3-4 lần cũng rất là khỏe rồi, rất là tốt rồi chứ không phải gì nữa. Nhưng mà lưu ý thế này. Em không biết em có mắc bệnh lý gì không, vì thực tế thì em cứ ham muốn chuyện thì quá. Chả có bệnh lý chồng gì. Em cứ bảo là anh sợ thật đấy, vợ cứ như thế này hốt lắm rồi mà. Ta nào chẳng thấy ai như vợ, khiếp mà vợ gì mà vợ khỏe thế, xong rồi. Mà là em cứ đòi ấy, tại vì em không chịu được. Mà đa phần là những cách thời gian gần đây thì là toàn là em hỏi chồng em thôi. Chồng em thường không chẳng ai đòi sao cả. Chồng nếu mà để chồng em cứ đi làm về mệt việc nặng nữa mà. Anh ấy cứ 4-5 ngày thì anh mới động người em. Rồi, thì thật ra mình phải hiểu thế này. Vâng. Trong cái việc quan hệ tình dục vợ chồng thì người đàn ông tương đối mệt và mất sức. Người ta cũng ví von rồi, nói chứ đấy làm cật lực một cuộc mà nó có trách nhiệm ấy, là mệt bằng ngang với xúc một tấn than từ dưới đất mà đổ lên xe công nông ấy. Mệt lắm ấy, nhiều người là sau khi mà chồng hoàn thành nhiệm vụ là dạy cho bát cháo gà, rồi là đập cho 2 quả trứng vịt lộn, rồi cũng bồi bổ, ngày hôm sau có ngủ dậy muộn một tí, vợ không cào nhào cằn nhằn vì hôm qua bố cháu hơi mệt, ví dụ như thế. Thế mình phải hiểu đấy là mất sức. Nếu mà cứ đêm nào cũng lại 1 hay 2, hay là ngày nào cũng làm thì rồi cái máy này nó cũng còn hỏng, chứ đừng nói gì. Cho nên đôi khi người ta cũng nói đùa vui là của bền tại người, mà mình dùng chồng thì cũng phải thế, như dùng cái máy mà dùng nhiều quá rồi nó như phá. Thì gọi chồng mà hỏng chồng thôi. Em cũng khỏe lắm anh ạ. Rồi khỏe thì khỏe, khỏe lắm mà có nghĩa là lúc nó nào không phải vợ là chồng máy. Nằm cái buổi trưa buổi tối thì em đại loại là em cứ hay em quen em nói em gọn các em hay hay cầm vào chồng em á, thì lúc nào cầm nghịch vào cứ thấy vẫn chồng lên. Nó cứ cương cứng lắm ấy, nhưng mà chồng em không quan hệ đâu. Em chỉ nói là lúc mà mỏi em đau lưng lắm. Cái việc là chồng em cứ lười lùi cái chuyện này. Thế này này, thứ nhất là mình là người chủ động cũng được này, thứ hai chăm sóc chồng hơn nữa để nâng cao cái sức khỏe này. Thế rồi mình cũng không ngại gì, đừng có đòi chồng, cứ nằm đấy em bóp vai cho mệt hả, tẩm quất cho mình, bóp chân, bóp tay, rồi bóp cái gì thì bóp, thế nhưng mà cảm thấy nó dễ chịu. Nhiều người đàn ông lười cứ nằm ườn ra, nhưng mà đến lúc mà vợ mà lại có bàn tay vàng vào rồi, cuối cùng lại vùng dậy lại cũng vào cuộc được. Thế thì ở đây người ta phụ nữ người ta vẫn bảo rằng là muốn ăn thì lăn vào bếp. Tuổi của mình không thể nằm đấy mà ống nghẹo mà chờ anh ơi anh yêu em đi. Cũng mệt thật. Thế nhưng mà nếu mà vợ chồng uống nước cam đi, này quả trứng vịt lộn đây, lon bia đây, bỏ hút đây, uống đi. Thế xong cứ nằm đấy để vợ học cách tẩm quất massage. Thế rồi đến lúc mà mình sẽ lại được. Thôi mình cứ bỏ công bỏ sức ra một tí. Mình cũng phải gieo chồng rồi mình biết gặt hái, đúng không? Thế còn thì cứ ngồi đấy mà trách rồi thế nọ thế kia, ông phục vụ mình còn hết hơi, lấy đâu mà còn đi bảo ngoại tình với lại đổ chỗ này chỗ khác. Ở trong trường hợp nhà mình thì mình phải đầu tư một tí, mà ở đây đầu tư thứ nhất là công sức, sự chăm sóc, hai nữa là đầu tư về kỹ thuật, kỹ năng. Đã có những trường hợp mà ông chồng, ông ấy mệt mà, thì mình lựa chọn cái tư thế quan hệ vợ chồng đi. Ông ấy nằm ở dưới, mình ở trên, cái tư thế mình làm chủ ấy. Mình như người chèo đò ấy, mình muốn làm gì thì mình làm. Thì cũng hay, vừa giữ được sức cho người đàn ông mà mình thì cũng lại được những cái điều mà mình muốn nhá. Thay đổi kỹ thuật, đồng thời là tăng cường cái sự quan tâm. Thì rồi đâu nó cũng sẽ vào đấy thôi. Ngày 1, ngày 2 khi mà mình có thai, có chửa, có con, thì rồi sinh lý nó cũng sẽ đổi thay. Hiện nay là như vợ chồng son mà nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc như này bạn nhé. Vâng, chào bạn.
Các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu hôm nay đến đây là hết. Chương trình có sự tham gia tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Vũ Minh Phượng và Thanh Huyền dẫn chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sáng chủ nhật tuần sau qua số điện thoại 0243 826 2625.